Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là 18 tháng 12 thì em lại lên cho các bác một số mặt hàng có tại shop linh kiện thao máy nhé. Thì vẫn như thường lệ thôi, không dài dòng lòng hoàng, em vẫn chưa bao ship cho các bác với đơn hàng trên 150.000 nhé. Với đơn hàng 150k trở lên thì em bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Đó, không kể nặng nhẹ, bao ship hết. Đó. Rồi, ok, vào luôn chi tiết từng món hàng, sản phẩm cho các bác. Rồi, đầu tiên thì em có một cái khung này. Khung này là bằng nhôm các bác nhé, khung nhôm định hình nhé. Kích thước này là 3 cm nhé. Đó, nhôm kích thước 3 cm. Đó, vuông, nhôm vuông các bác nhé. Ở đây thì bề rộng của nó này, bề rộng của nó ở đây là 40, xin lỗi các bác nhé, bề rộng ở đây là 67 cm nhé. Bề rộng 67 cm này, à xin lỗi các bác, bề dài 67 cm nhé. Bề rộng ở đây là 15 cm nhé. Bề rộng ở đây là 15 cm này, đó. Và chiều cao ở đây là 52 cm các bác nhé. Chiều cao ở đây là 52,5 cm. Phẩy 5 là do nó có cái đế này này. Phẩy 5 là do cái đế này nhá. Ở đây là cái đế nó cao, còn không là nó chỉ cao là 52 cm thôi các bác nhé. Đây. Rồi, nó chỉ cao là 52 cm nhé. Đó. Ở bên trên thì là có một tấm nhôm này. Kích thước là 15 cm này. Và nhân với 20 cm này. Đó, giá bộ khung này là 850.000 các bác nhé. Đây, giá bộ khung nhé. Đó. Bốn chân của nó là đều có tấm nhôm ngang nhé. Đây các bác thấy, bốn chân thì đều có tấm nhôm ngang nhé. Đó. Rồi, ok, bác nào cần thì có thể inbox qua cho em. Zalo số điện thoại là 035 373 0000 các bác nhé. Đó. À, lâu lắm thì thấy các bác hỏi suốt nên mà em lại nhập bản lề về. Trước thì em cũng có nói là không bán bản lề nữa, nhưng mà các bác hỏi rất là nhiều quá nên mà em lại nhập về cho các bác nhé. Những bác nào hỏi thì có thể nhanh tay đặt hàng nhé. Đó, đây nhôm tháo máy nhé, Bujon BIH6070 nhé, có nghĩa là một chiều là 70 mm này. Đó, và một chiều là 60 mm, nó ghi là 6070 ấy. Đây. 60 70 nhá các bác. Một chiều. Đó. Đây là nó bẩn các bác nhá. Đây là nó bẩn thôi, lau là sạch thôi. Một em bán với giá là 40.000 một cặp nhá, là hai cái ấy. Đó, mã K01 40k hai cái. Đó, hai cái này. Thì em sẽ giao là random. Sao có nghĩa là một cặp em sẽ chọn cho các bác một cặp giống nhau. Các bác mua một cặp giống nhau, một cặp thì em sẽ chọn cho các bác một cặp giống nhau. Các bác mua hai cặp, có nghĩa là hai cái ấy. Có mua 4 cái thì em sẽ chọn cho các bác là 4 cái giống nhau các bác nhé. Đó. Để các bác tiện về lắp đặt cánh cửa. Có nghĩa một bộ của nó là 4 cái cơ. Vì một cánh cửa thì thường là hai cái bản lề đúng không ạ? Là đây chỉ là bán một cánh cửa này, một cánh cửa có giá là 40.000 này. Đó, em bán chỉ bên một cánh thôi. Các bác muốn đầy đủ hai cánh cửa thì các bác mua thêm một cặp nữa, có nghĩa là 80.000. Đó. Hàng rất là đẹp các bác nhé, các bác nhìn có thể thấy không? Nhôm tháo máy này. Hàng nhôm tháo máy rất là đẹp, rất là chuẩn. Đó, nhiều loại. Có loại thì nó lại như thế này. Đó, và có loại nó sẽ lại như thế này. Đó, nhiều xước sát thì nó sẽ có các bác nhé, chứ không phải là không có đâu. Đó, các bác thông cảm nhé, không phải cái nào nó cũng đẹp được cả, vì nó là hàng tháo máy mà sẽ có cái xước sát nhé. Các bác nào dùng về dùng có thể đánh lại và sơn lại đều được nhé. Đó. Tiếp theo là mã K02 giá là 280.000 một bộ 4 chân này. Mã này thì em còn ít thôi, còn có 2 bộ các bác nhé.
hai bộ, ba bộ, bộ này cao hơn một chút thì không vấn đề gì, nó chỉ dài hơn một chút thôi, vẫn tính giá như cũ luôn. Giá là 280.000 một bộ 4 chân nhé. Đó. Chân này có kích thước là cao 15 cm này. Đường kính đế của nó là 7,8 cm này. Đó, và đường kính trục là 2 cm các bác nhé. Đó, đường kính trục là 2 cm. Giá mã K02 một bộ 4 chân nhé. 4 chân có giá là 280.000 nha các bác. Đó. Rồi. Mã K03 này, một bộ 4 chân có giá là xin lỗi các bác, 250.000 nhé. Một bộ 4 cái chân. Đó. 1 2 3 1 2 3 4 là có giá 250.000 nhé. Đó, giá quá là rẻ luôn. Lại còn bao ship cho các bác nữa nhé. Nó tổng chiều cao của nó là 18 cm này. Bề rộng ở đây là 7,6 7,5 cm này. Và đường kính trục ở đây là 1,6 nhá. Xin lỗi các bác là 1,5 nhá. Đường kính trục ở đây là 1,5 cm, có nghĩa là 15 mm. Đó. Mã K03 có giá là 250.000 một bộ 4 chân. Rồi, tiếp theo là mã K04 này. Có giá là 130.000 một cặp nhá. Một cặp gồm hai cái các bác nhá. Đó. Này, cái chân có chiều cao là 19,5 cm nhé. Chân có chiều cao 19,5 cm nhé. Đây, bề rộng đai chân đáy này, bề rộng đáy là 10 cm tròn này. Bề rộng đáy là 10 cm này. Đó, và bề dài đáy, bề rộng này là 4 cm nhé. Và hai đây có hai lỗ cho các bác bắt ốc xuống sàn nhé. Và các bác dựng lên này. Đó. Rồi, hàng tháo máy thì nó sẽ có xước sát này. Đó. Quăng quật thì ném đi ném lại thì nó sẽ có xước sát không tránh khỏi các bác nhé. Thì em sẽ gửi cho các bác đẹp nhất có thể, những cái xấu này thì em sẽ để lại thôi. Thường thì em lên video sẽ lên những cái xấu, để khi mà các bác nhận hàng thì nó sẽ nhận được cái đẹp. Nó sẽ khác khi mà lên video mà lại lên cái đẹp ấy, mà gửi hàng cho các bác cái xấu thì nó lại bất ngờ quá. Đó. Thế nên mà thường thì em sẽ lên video những con xấu như thế này. Đó. Đó. Và gửi cho các bác những con rất là đẹp. Ok các bác nhé, mã K04 này có giá là 130.000 trên hai cái nhá, một cặp này, hai cái trên tay có giá là 130.000 này. Đó. Rồi, bộ chân K05 này, 4 chân này, 1 2 3 4 này. Cũng có giá là 280.000 nhá, con này dài hơn nhá. Con này có chiều cao là 24 cm này, các bác có thể nhìn thấy này. Chiều cao của nó là 24 cm nhá. Đó. Bề rộng chân của nó này, đường kính chân của nó là 8 cm này. Và đường kính trục của nó là 15 mm này, có nghĩa là 1,5 cm các bác nhé. Đó. Một bộ 4 chân này có giá là 280.000 này, nhìn nó hình như chưa sử dụng được các bác nhé. Đó. K05 280.000 các bác nhé. Rồi. Em vừa kéo cái khay ra để lấy cái chỗ di chuyển cho nó dễ. Mã K06 này có giá là 230.000 một bộ 4 bánh nhá. Bánh xe này, mã K06 một bộ 4 bánh có giá là 230.000 bao ship toàn quốc cho các bác nhá. Đó. Tổng chiều cao này, tổng chiều cao của bánh là 9,5 cm này. Đó. Đường kính bánh là 6,5 cm và bề rộng bánh ở đây là 4 cm các bác nhé. Bề rộng bánh là 4 cm nhé. Một bộ gồm 4 bánh thì có giá là 230.000 nhé. Tất cả cái bánh này đều dùng bạc đạn các bác nhé, đều dùng bạc đạn phòng bi đó, nên mà chịu lực rất là tốt. Rồi, mã K07 này, một bộ bánh rất là đẹp này. Đó, bánh màu trắng rất là đẹp nhé. Có giá là 370.000 bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Đó. Kích thước này, chiều cao của nó là cũng là 9,5 cm nhé. Đó. Đường kính bánh ở đây là 6,5 cm và bề rộng bánh ở đây là 4,5 cm các bác nhé. Bề rộng bánh là 4,5 cm nhé. Đó. Một bộ 4 bánh mã K07 này có giá là 370.000, hàng rất là đẹp. Cũng dùng tất cả là dùng vòng bi bạc đạn hết nhé các bác. Đó. Này, một bộ 4 bánh rất đẹp không? 1 2 3 4 trắng tinh nhé. Đó.
Rồi, tiếp theo mã K08 này, có giá là 350.000 này, một bộ cũng là 4 bánh. Tất cả một bộ bánh xe đều là 4 bánh các bác nhé. Tổng chiều cao của nó là 10,5 cm nhé. Đường kính bánh ở đây là 7 cm và bề rộng bánh ở đây là 3,5 cm này. 3,5 cm các bác nhé. Đó. Con này là của Quimaster, hãng Quimaster các bác nhé. Rất là đẹp. Mã K08 có giá là 350.000 một bộ 4 bánh. Hàng rất là đẹp đấy. Đó. Rồi, mã K09 này, một bộ 4 bánh cũng có giá là 350.000 này. Con này là con AC300 Karimaster nhé. Karimaster AC300. Đó. Hình thức cũng rất là đẹp. Karimaster này auto CFT này. Đó, hình thức là không xước sát nhé. Ở đây là nó thâm này, nó thâm, nó bạc màu do là cái nước đánh sàn nhá. Do là cái nước đánh sàn nó đánh nhá. Về mình muốn sạch thì mình lại phải đánh nó ra, tẩy nó đi thì nó lại mới trắng được các bác nhá. Đây, cái này là đây em cạo này, cạo này nó sẽ trắng ra này. Đây là không phải là sơn của nó bong đâu. Sơn của nó không bong đâu các bác nhá. Đây là cái lớp bên ngoài, cái lớp đánh sàn, người ta đánh nước đánh sàn đấy. Nó sẽ dính vào đây. Đấy. Chứ không phải là bẩn, không phải là nó ố màu đâu nhá. Cái loại này rất là bền giữ màu. Rồi, mã AC300 Karimaster này có khóa nhá. Có giá là 350.000 một bộ 4 bánh, mã K09 này. Đó. Hàng rất là đẹp, một bộ 4 bánh. Rồi, mã K10 các bác nhá, cũng là một bộ 4 bánh này. Tổng chiều cao của nó là 9,5 cm này. Đường kính bánh là 6,5 cm và bề rộng bánh ở đây là 5 cm nhé. Bề rộng bánh ở đây là 5 cm các bác nhé. Đó, mã K10 có giá là 350k. Đó, cái mặt trên của nó kích thước là 10 x 10 rất là to. Đó. Rồi, mã K11 có giá là 300.000 một bộ này, 4 bánh nhé. Kích thước là tổng chiều cao là 10 cm nhé. Đường kính bánh ở đây là 7 cm và bề rộng bánh ở đây là 4,5 cm. Đó. Một bộ 4 bánh mã K11 có giá là 300.000 nhé các bác. Đó. Ở dạo này thời tiết miền Bắc nó thay đổi thời tiết nên em đang cúm cò, mong các bác thông cảm nhé. Giọng có không được tốt cho lắm. Rồi, tiếp theo là mã AK12 này, có giá là 420.000 nhé. Một khung đèn khung tranh cho các bác nào về chế khung tranh này, khung tranh sáng này, khung mừng thọ, khung quảng cáo này. Các bác có thể làm quảng cáo cho tiệm này, ví dụ tiệm sửa chữa này, hoặc là tiệm tóc, tiệm nai nó cũng được nhé. Đó. Kích thước ở đây là 42 cm nhé. Dài 42, rộng ở đây là 32 cm nhé. Các bác có thể thay thế này, thay thế đèn bằng cách như thế này. Đó. Ở đây các bác có thể Không thích cái quảng cáo của các bác như thế nào thì các bác có thể các bác dán lên một tấm ở đây, rồi các bác thắp đèn. Nếu mà khi các bác chán rồi các bác lại muốn tấm khác, các bác lại bóc cái tấm đây đi, dán lên cái tấm này, để lên nó gấp nó lại, nó rất là tiện nhá. Nó không phải là thay thế thế này thế nọ mà rất là tiện. Điện dùng là 12V các bác nhá. Riêng em cấp điện 12V cho các bác này, nó rất là sáng, cực kỳ sáng luôn các bác nhá. Cái này làm quảng cáo rất là đẹp. Quảng cáo, biển tên, biển danh sách, đồ ăn, thức uống ở đây rất là đẹp. Hoặc là làm tranh ảnh sáng treo trong tối cũng rất là đẹp các bác nhé. Đó, mã K12 có giá là 420.000 một cái nhé. Đó. Rồi, ở đây thì có mấy con biến áp nó rất là nặng nên mà em xin phép là dơ gần lại. Đó. Ở đây là mã K13 có giá là 2,7 triệu các bác nhé. Ở đây là con biến áp Fuji của Japan này, Nhật này. Biến áp của Nhật này. Đó. Công suất là 1,5 kVA này.
công suất là 1,5 kVA nhé. Đó, con này ở hãng là Gifu Fuji Electric nhé, chuẩn của Nhật nhé. Điện vào 220V và điện ra là 0 100V nhé. Đó, 100V các bác nhé, chuẩn Nhật luôn. Rồi, con này có giá là 200, à xin lỗi các bác, mã K13 có giá là 2,7 triệu nhé. Rồi, ở đây có con biến áp con này là vừa cách ly vừa chuyển nguồn các bác nhé. Đó, không phải là con biến áp chuyển nguồn đâu, con này là biến áp cách ly và nguồn. Này, năm sản xuất của nó là 2013 nhé. Đó. Rồi, con này này. Tiếp tục là con biến áp cách ly này. Điện 220V ra 220V nhé. Nó là công suất của nó là 500VA nhé. Đó, công suất là 500VA, điện 220V. Rồi, có giá mã K14 có giá là 920.000. Những con này thì các bác dùng về có thể là dùng để test đồ này. Đó, để tránh điện giật ấy, khi các bác làm đồ điện hoặc làm trên cái màn sửa chữa của các bác nên có một con biến áp cách ly để tránh điện giật các bác nhé. Rồi, đây. Con biến áp cuối cùng này cũng là điện 200 vào 220 và ra 220 này. Nhưng mà con này thì chỉ có 100VA công suất nữa, chỉ có 670W thôi. Dùng để test đồ các bác nhé. Mã K15 giá là 350.000. Đó. Rồi, ngoài ra thì em vẫn có về lọc, xin lỗi các bác, có cảm biến khí ga nhé, cảm biến ga, cảm biến khói, cảm biến cháy nổ ấy. Có giá là 200.000 một cái nhé. Đó. Những con cảm biến này thì nó có tác dụng là khi mà có cháy hoặc phát sinh khói hoặc phát sinh những cái mùi ga, mùi chất dễ cháy thì nó sẽ báo đèn, báo đỏ và đóng công tắc ở đây. Thì các bác có thể gắn thêm loa và gắn thêm đèn để cảnh báo các bác nhé. Đó. Rồi, tiếp theo là mã K16 này, có giá là 270.000 này. Một con lọc nguồn 20A. Lọc nguồn 20A TDK của Nhật các bác nhé. Lọc nguồn 20A TDK của Nhật. Đó, có giá là 270k. Con này của Nhật, công ty của Nhật nhưng đặt ở Trung Quốc các bác nhé, sản xuất tại Trung Quốc. Đó. Mã K16 có giá là 270.000 nhé. Rồi, mã K17 át chống giật 15A này, có giá là 100.000 một cái nhé. Đó, các bác nào cần thì có thể liên hệ em, chống giật Hàn Quốc. Các bác trên những cái bàn sửa chữa thì nên có một con át chống giật hoặc là một kèm theo một con biến áp cách ly càng tốt. Đó, 15A thì mình sửa chữa trên cái chỗ sửa chữa hoặc là cái bàn làm việc của mình nó không đến 15A đâu. Dùng những con này rất là tốt nhé. Đó. Rồi, mã K18 giá là 100.000 trên một cái này. Con này là lọc 10A nhé. Con này là lọc 10A của Fuji. À xin lỗi các bác, của Phisontronic nhé. Của Phisontronic, một công ty của Hàn Quốc đặt tại Việt Nam nhé. Công suất là 10A nhé, cho các bác nào dùng âm thanh. Đó, về làm âm thanh, lọc nguồn các thiết bị âm thanh, thiết bị liên quan đến cần tín hiệu sạch. Đó. Rồi, mã K18 nhé, có giá là 100.000 một cái. Rồi, mã K19 thì công suất lớn hơn thôi, 16A, có giá là 150.000 một cái nhé. Đó. Hàng rất là đẹp của bác đây này. Đó, hàng rất là đẹp nhé, sáng bóng, đẹp, tuyệt vời. Rồi, mã K20 em vẫn chứ về liên tục những con át của Trung Quốc nhé. Át này là át chuẩn của Trung Quốc, hàng rất xịn. Nên mà bác nào cần thì có thể liên hệ em nhé. Con này là 32A liền. Át 32A có giá là 150.000 một cái nhé. 32A có giá 150.000 một cái. Rồi, ở đây là mã K21 này. Một con lọc nguồn 3 pha 250V. Con này con 3 pha 250V nhé. Nên con này cho những cái bác mà lắp máy này, biến tần các thứ thôi nhé. Đó, là máy biến tần thì nên dùng con này, hàng rất to, rất là đẹp. Đó. Rồi, tiếp tục em lại vẫn về hàng mã lọc 1 pha 250V 30A này. Con này dùng được cho các thiết bị gia đình nhé. Đó, đây,
Các bác nhìn thấy không? Hàng em về vẫn vẫn chứ là đẹp như thế. Đó, hàng đẹp vẫn chứ là đẹp nha. Kích thước thì rất là lớn. Em về ba con thì bán mất một con nhé. Có một bác dặn bán mất một con rồi này. Đó. Kích thước là 17 cm nhân với 10,5 cm và nhân với 5,5 cm. Đó. Giá là 450.000 một cái nhé. Vẫn giá như cũ các bác nhé. Hàng quá là đẹp luôn. Mã K22. Rồi, ngoài ra thì em vẫn trước con này. Rất là nguồn tổ ong rất là nhiều nhé. 5, 12, 24 và 48V em đều có nhé. Nhưng mà em chỉ lên một vài mã thôi. Bác nào cần cây nào thì chữ inbox cho em. Đó, mã 48V 6,7A này có giá là 420.000 này. Điện vào từ 100 đến 240 nhé. Đó, điện ra là 48V 6,7A. Tiếp theo là con 12V 29A này. Điện vào cũng là 100 đến 240V này. Và điện ra là 12V 29A các bác nhé. Con này các bác thắp led gia đình quá là tuyệt vời luôn. Làm chuẩn bị led dịp Tết quá tuyệt vời các bác nhé. Rồi đây lại có một con này 48V 12,5A luôn các bác nhé. 48V 12,5A có giá là 920.000 nhé. Các bác nhìn thấy rồi, nó to tổ bố luôn này. Đó, rất là chắc chắn nhé. Rồi, tiếp theo là mã K23 nhé. K23 có giá là 170.000 một tấm nhôm này. 170.000 một tấm nhôm này. Tấm nhôm rất là đẹp nhé. Nhưng mà lại có 3 cái lỗ ở giữa. Đó, 3 cái lỗ ở giữa thôi. Kích thước là 30,5 cm nhé. Nhân với là 21,5 cm các bác nhé. Đó, và dày là 0,8 cm nhé. Có nghĩa là 8mm đấy. Rồi, tấm nhôm mã K23 có giá là 170.000 một tấm, bao ship toàn quốc nhé. Đó, hàng như nhôm phế luôn, giá rất là rẻ. Đây, em có một mã là K24 này, có giá là 150.000 này, hai cái chân này. Đó, hai chân này cho các bác nào về chế gọt gel và máy hàn gel pin này. Đó, có giá chỉ là 150.000 một cặp thôi. Lại còn bao ship cho các bác toàn quốc nữa nhé. Đó, hàng rất là đẹp. Rồi, tổng chiều cao là 20 cm này, chiều dài 2 cm và chiều rộng của nó là 6,5 cm này, quá hợp lý để cho các bác làm gọt xe pin. Rồi, mã K25 có giá là 120.000 này các bác này. Nó cũng là chân cho các bác gọt xe thôi. Đó, tổng chiều cao của nó là 22,7-8 cm nhé, và rộng là 4,3 cm, nó dày 1,2 cm các bác nhé. Đó, một cặp mã K25 có giá là 120.000 này. Đó, rồi tiếp theo ở đây em có 4 cái keo góc này. Ở đây có 4 cái keo góc nhá, 4 cái keo góc này có giá là 200.000 nhé. 200.000 4 cái keo góc này, nhôm anox này. Đó, nhìn rất là cong này, rất là đẹp này. Đó, đây nó vát nhé. Em để một cái để lên cho các bác nhé. Đây, hai đầu đều vát góc này. Đó, tổng chiều cao của nó là 15 cm này, và bề rộng là 6 cm nhé. Nó rất là chuẩn các bác nhé, chuẩn từng ly một và vuông từng ly một luôn, vì hàng công nghiệp mà, nó yêu cầu chính xác rất là cao nhé. Mã K26 200.000 trên 4 cái nhé. Rồi, 4 cái kia góc này 200.000 trên 4 cái luôn. Đó, mã K26. Rồi, mã K27 này cũng có tấm vai nhôm này. Vai nhôm, chân nhôm cho các bác về làm độ gọt xeo pin này. Và ngoài gọt xeo pin thì các bác có thể làm ke góc vuông này. Rất là tiện lợi vì cái hàng công nghiệp nó chuẩn từng mm các bác nhá, góc vuông nhá. Đó, kích thước là 20 cm này. Và rộng của nó là 10 cm. Nó dày ở đây là 1,2 cm các bác nhá, 12 mm đấy. Rồi,
một cặp này, một cặp như thế hình trên tay mã K27 có giá là 160.000, lại còn bao ship cho các bác nữa, quá là rẻ nha. Đó. Mã K28 các bác nhá. Em có một cái chân nhôm nữa này. Mã K28 có giá là 100.000 một chân nhá. Chân này thì là kích thước ở đây là 8 x 4 nhá. 8 x 4 lại có tấm nhựa che ở đây nhá, rất là đẹp. Các bác nhìn thấy rất là đẹp nhá. Đó. Rồi, ở dưới thì lại có hai có cái đế này. Có hai lỗ ốc hai bên nhá, bốn tổng là 4 lỗ nhá. Cho các bác dễ dàng bắt nhá. Em đo cho các bác kích thước này. Kích thước ở dưới là 8 x 8 luôn rồi này. 8 x 8 luôn. Đó, rất là chuẩn này. Các bác về chỉ việc đắt dưới thôi. Bắt hai con ốc ở đây thôi. Bốn con ốc là đẹp thôi. Đó. Giá là 100.000 trên một cái nha. Mã K28 em có 4 cái rồi. Rồi, ở đây mã K29 tiếp tục là chân nhôm, vai nhôm cho các bác làm hàn xeo pin này. Mã K29 có giá là 230.000 một cặp này. Kích thước là 27,7 cm này. Đó. À xin lỗi, 27,5 cm chứ, và bề rộng là 7,8 cm này. Đó. Chiều rộng, chiều dày của nó là 12 mm nhé, 1,2 cm nhé. Mã K29 này có giá là 230.000 một cặp, bao ship cho các bác nhé. 230.000 một cặp, quá là rẻ luôn. Đó họ. Rồi em xin phép là đẩy tiếp tục cái này xuống dưới ra. Rồi, tiếp theo em lại về được một vài bộ chân đồng cho các bác làm tiếp địa này, kết nối các dây điện với nhau này, hàng dây đồng rất là đẹp nhé, mã thanh đồng rất là đẹp nhé, mã K30 giá là 100.000 trên 5 thanh nhé, 245 này, đó. Rồi, vẫn về thêm 6 cái tay này. Hôm trước bác nào mua 4 cái, em có 4 cái hôm trước á, thì bác nào mua mà vẻ đẹp cần thêm thì lại mua nhá, thì lại inbox em nhá. Đó, mã K31 có giá là 80.000 một cái này. Tay ghê, tay sách của Hàn Quốc nhá, bù dung. Ở đây các bác có thể gập lại nhá, gập lại để gập gọn đấy, gập gọn này. Đấy. Xong các bác lại vặn ra được. Đấy, hai bên đều được nhá. Bên này em dán mã em không gập. Mã K31 này có giá là 80.000 này, tay rất là đẹp. Các bác lau về lau qua đi. Đó, lau qua này, đó rất là đẹp, ô sáng bóng. Nha. Mã K31 giá 80.000 một cái nhá. Em có hôm nay em có 6 cái rồi. Đó. Rồi, mã K32 vẫn là những cái thanh cầu đấu này, em còn nó khoảng 6 đến 10 thanh thôi. 2 4 6 7 thanh thôi nhá. Đó, cầu đấu ở đây thì có khoảng 2 4 6 8 10 20 22 24 26 22 24 26 khoảng 32 vị trí đấu là vị trí đấu ngang nhé, bên này thông bên này nhé, khoảng 32 vị trí đấu cho các bác nhé. Đó, 80.000 một thanh này, mã K32 này. Đó, các bác mua 2 thanh là được bao ship rồi nhé. Đó, tổng chiều dài là 37 cm cái thanh cài nhé, còn tổng chiều dài của thanh đầu cầu đấu là chỉ có là tầm 30 cm thôi nhé. Đó. Rồi, mã K32 có giá là 80.000 nhé, 80.000 một thanh này. Đó. Rồi, cục chống nhiễu này cho các bác nào lắp các thiết bị dây điện, cuốn vào dây điện. Đó, cục chống nhiễu cuốn dây điện các bác nhé, lõi ferrit rất là đẹp. Mã K34 giá 20.000 một cục nhé. Đó. Rồi, tiếp theo là hết quạt có cái lưỡi, có cái chắn bằng sắt, thì bây giờ đến lượt em lại về lựa quạt chắn bằng nhựa nhá. Đó, hàng rất là đẹp. Hàng này thì hàng của Hàn Quốc các bác nhá. Hàng của Hàn Quốc, sản xuất tại Trung Quốc. Đó, Hàn Quốc này, cái tem rất là đẹp này, Sunchonic nhá. Đây, Sunchonic là hãng của Hàn Quốc này. Đó, các bác có thể nhìn là Sunchonic này, hàng cái tem nó vẫn là cái khác rồi. Những cái tem bóng như thế này là khác rồi, cái quạt Trung Quốc
tem nó khác hẳn là hoàn toàn các bác nhé. Đó, quạt này thì kích thước vẫn là 12 này, 12cm x 12cm nhé. Ở đây cánh bằng nhôm đó. 12 x 12 x 2,5 các bác nhé. Ở đây là cánh bằng nhôm nhé. Cánh bằng nhôm. À xin lỗi các bác, cánh bằng nhựa và khung bằng nhôm. Khung bằng nhôm nhé. Cánh bằng nhựa và khung bằng nhôm nhé. Đó. Mã K33 này có giá là 200.000 trên 3 cái này. Vì sao nó có giá như thế? Đây này. Đó, đây nó có một cái tấm này, tấm chắn nhé. Đây các bác không thích đặt đằng trước này, các bác úp đằng sau này. Đó, úp ra đằng sau. Các bác bắt khuôn ốc lại. Đấy. Ở đây thì các bác có thể để trên bàn làm cái quạt mát điện 220V mà cắm ở đây. Làm cái quạt mát cũng được. Thì ở đây thì nó là có cái che này rồi thì các bác không cần. Nó chỉ có một mặt đằng trước thôi. Một mặt đằng trước để tránh mình thò tay vào thôi. Rất là đẹp nhá. K33 có giá là 200.000 ba cái nhá. Đó, hàng rất là đẹp. Đây. Trăm con như một nhá. Đấy. Đây. Tem mác y như nhau. Rất là đẹp. Đó, đợt này về cũng có khoảng 30 con thôi, em về được 30 cái rồi nhá. 30 cái quả thật. Có con thì có tem, con thì lại bị bóc tem các bác nhé. Con có tem thì con sẽ vừa bị bóc tem, thợ nó bóc tem ấy. Đó. Nhưng bao các bác là hàng chuẩn nhé. Đó, hàng đẹp, hàng chuẩn, hàng bao sống. Ví dụ không may có lỗi lầm do vận chuyển thì em sẽ gửi bù những con khác, trả đơn cho các bác. Miễn cái phí gửi bù là em sẽ chịu hoàn toàn những cái phí vận chuyển gửi bù hàng lỗi. Đó. Nhờ, em vẫn còn một vài trục xoay cho các bác này, cho các bác nào chế này, chế máy xoay, máy buộc sản phẩm này và cái máy review sản phẩm này. Các bác về chỉ cần gắn một con motor nhỏ nhỏ ở đây, bấm cho nó xoay thôi, là ở đây nó xoay. Các bác đặt thêm một cái gì, hình tròn hoặc là hình vuông tùy các bác nhé. Ở đây có sẵn 4, 5, 6, 7 lỗ vít này, chỉ việc bắt ốc vào đây thôi. Đó. Và một con motor nữa để đây là nó xoay. Cái đế thì có rất là đẹp rồi. Nó là đế bằng và cũng có 4 cái lỗ cho các bác muốn cố định xuống dưới mặt bàn thì các bác có thể vặn ốc ở đây. Đó, để xuống nhá. Đó, rất là đẹp. Mã K35 có giá là 330.000 một bộ nhá. Một bộ xoay này. À, mình cái dây đai các bác đi ra mua đã mất vài chục rồi. Đó. Chưa kể pulley, vòng bi, bạc đạn. Đó. Đây là còn là nhôm định hình, nhôm a, à, xin lỗi các, nhôm anox. Đấy. Sơn rất là đẹp. Như thế này nữa mà còn không mua nữa thì đúng là quá là tiếc các bác nhé. Đó, tổng chiều cao của nó là 15cm nhé. Đó, kích thước cái đế là 8 x 8,5 x 8,5 này. Đó, 8,5 x 8,5 nhé. Còn mặt trên ở đây là 12,5 này và nhân với 10,5 này. Đó. Rồi, mã K35 có giá là 330.000 một bộ, bao ship toàn quốc nha các bác. Rồi, em còn hai bộ dây thôi. Mã K36 này có giá là 220.000 này. Dây dài 3 mét nhá. Dây này là dây 3 sợi, lõi 2,5mm nhá. 3 sợi, phích đúc nhá. Phích cắm đúc nhá. Đúc không phải là ấy nhá. Phích cắm đúc và rắc đằng sau là rắc cho các bác chuyên audio hay thích những cái jack này. Đó. Audio jack cổ mà jack thường như kiểu jack của ngang ngố ấy. Đó. Rồi, giá mã K36 có giá là 220.000 bao ship cho các bác nhé. À, đây em còn khoảng 4 cái này, 4 cái công tắc on off điện 380 hoặc 220V đều được nhé. Này, 380 hoặc 220V. Công suất là 10A nhé, dòng điện 10A với 220V là được 2000W cho các bác, 2200W. On là nó chạy, off là nó ngắt nhé. Đó, công tắc on là chạy, off là tắt. Đó, rất là đơn giản. Ở đây có công tắc đấu nối cho dây điện, đấu nối cho các bác này. Đó, các bác về tự tháo ra đấu nối nhé. Ở đây này. Đó, các bác vặn con ốc ở đây. Đẩy cái này sang, đẩy lấy sang đây là được rồi. Đó. Mã K37 có giá là 100.000 một cái nhé. Mã K
A38 cũng có giá là 100.000 một cái nhá. Ở đây là gồm nút nhấn nã, nhấn nhã này, như kiểu nút đề các bác nhá. Hàng thì nó có hơi bụi bẩn này, các bác về vệ sinh giúp em nhá. Em cũng có thể vệ sinh được, nhưng mà khi mà em ngồi em vệ sinh thì cái công vệ sinh và cái giá độ lên rất là cao. Thế nên mà em để mộc như thế này luôn cho các bác. Đó, nhiều khi là em lấy con xấu thôi đó, nhưng nhận các bác sẽ nhận được những con sạch sạch đẹp đẹp như thế này nhá. Đó, chứ không phải là em là con xấu là em gửi cho các bác con xấu đâu. Hàng của em là em có một cái thói quen là lên hàng những con xấu, nhưng mà hàng các bác nhận sẽ là được những con đẹp. Đó, của thằng này của Schneider nhá, Schneider Electric nhá, hãng rất là nổi tiếng nhá, chứ không phải là vớ va vớ vẩn đâu các bác nhá. Đây thôi, rồi mã K38 có giá là 100.000 nhá. Rồi, gồm một cái hộp này 13,5 nhân với 7 cm này. Thì cái con những các bác mua một con hộp tủ điện này cũng các bác đã mất vài ba chục rồi nhá, chứ cái tiền ship nhá. Đó, trong khi các bác mua ở đây mua kèm thêm đúng đơn 150.000 em lại còn báo ship cho các bác nữa. Ở đây những cái nút khẩn dừng khẩn cấp này trên thị trường đang bán những 70-80.000 nhá, hàng chuẩn chính hãng nhá. Đó, hàng rất là đẹp. À quên, mã K38 giá là 100.000 một cái nhá. Đó, tiếp theo là mã K39 này. K39 ở đây có giá là 100.000 một cái luôn nhá. Ở đây là có 3 nút màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Đó, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Và có 3 cái tên Start này, Stop và Reset. Đó. Đấy. Nút nhấn nhả các bác nhá, không phải là nhấn giữ đâu. Có nghĩa là nhấn là nó đề, giống như cái nút đề, cái đề xe máy của mình á, nhấn là nó đề, còn nhả ra là nó tắt nhá. Đó, kích thước này, hộp này 15 cm nhân với 7 cm này, rất là đẹp. Cao là 6,5 cm thôi. Nút rất là đẹp nhá. Nút này không có đèn đâu các bác nhé. Mã K39 nha các bác, giá 100.000 nhé. Rồi, ở bên này thì em có mã K40 này. K40 có giá là 360.000 một cái nhé. Cái này thì đo điện, đo lọc khí này. Và xin lỗi các bác, cái này là lọc khí kèm đồng hồ điện tử nhé. Lọc khí kèm đồng hồ điện tử nhé. Đó, ở đây thì em sẽ đấu thử cho các bác xem nhé, và xem nó là dây như thế nào nào. Dây nâu và dây xanh là nguồn. Đó, đây các bác nhé. Khi mà các bác đấy, bác thấy không, hàng rất là đẹp nhé. Đây là nó sẽ hiển thị được là áp suất này cho các bác cài đặt nhé. Các bác có thể cài đặt là bar này, kilogram trên cm khối này, KPI này, và cái gì nhỉ, bar KPI đặt. Các bác cài được đâu khoảng 4 cái thông số, không phải là thông số đâu, 4 cái kiểu là hiển thị, 4 cái kiểu hiển thị, ví dụ kilogram này, hoặc là bar này, đó, các thứ, hoặc là MPa nhé. Đấy, đó, đây rồi em sẽ rút ra nhé. Đây là con lọc khí này, lọc khí kèm đồng hồ nhé. Ở đây là lọc khí này, lọc khí này kèm đồng hồ điện tử này, kèm điều chỉnh áp này. Đó, ở đây là khớp nối mềm đầu vào đầu ra cho các bác nhé, lọc nước. Rồi, giá mã K40 có giá là 360.000 một con nhé. Hàng rất là đẹp, hàng chuẩn luôn, quá đẹp luôn. Đó, hàng của em thì các bác nhìn thấy đó, qua chuẩn qua đẹp, nhà hàng tuyển chọn. Rồi, vẫn còn những con lọc 2 tầng này, K41 này, giá là 320.000 này. Con lọc này thì đồng hồ là cơ thôi. Đó, đồng hồ là cơ này, con này của Hàn Quốc sản xuất nhá. Con này thì SMC của Nhật nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc, còn con này thì sản xuất tại Hàn Quốc luôn nhé. Đó, cũng là khớp nối mềm này các bác, về có thể thay thế khớp nối khác tùy các bác nhé, hoặc là sử dụng khớp nối cũ đều được. Hàng rất là đẹp, vẫn có điều chỉnh áp ở đây này, đồng hồ hiển thị áp này, và lọc 2 tầng khí nhé. Đó, rồi mã K42 nó cũng như thế thôi. Mã K42 là con này là cũng đồng hồ như thế, cũng hiển thị được như thế, và nó chỉ, nhưng mà con này có một khác, cái khác là nó lại đo cái áp suất hút, có nghĩa là áp suất âm đấy, áp suất vacuum, gọi là người ta gọi là vacuum áp suất hút. Đó, ở đây thì cũng là khớp nối mềm thôi,
và nó không có lọc, nó chỉ là độ áp suất và chứa khí thôi nha các bác. Rồi, mã K42 có giá là 250.000. Đó. Ở đây là mã K43 này, vẫn là mình cái lọc thôi. Đây lại là mình cái lọc khí. Có giá là 100.000 một cái nha, em còn 3 4 cái thôi. 4 cái nha, giá 100.000 một cái nha. Mã K43 cho bác nào cần nhé. SMC hãng quá nổi tiếng về các đồ công nghiệp rồi. Các đồ công nghiệp SMC thì quá nổi tiếng các bác nhé. Rồi, sản xuất tại Trung Quốc thôi. Rồi, tiếp theo là mã K44 này. Giá là 50.000 một cái này, con này là con chưa khí nhá. Chưa khí mất đồng hồ nhá. Đồng hồ này. Đồng hồ các bác có thể sử dụng đồng hồ này, tháo ra lắp vào bên này được. Đó. Con này cũng thế. Và những cái đồng hồ cơ như thế này, các bác có thể tháo ra lắp vào, miễn là gen 13 mm. Đó. À, gen 8 mm chứ các bác. Các bác đợi một chút nhé. Rồi các bác nhá, miễn là gen 8 mm là các bác lắp được vào đây. Chứ đồng hồ 8 mm là lắp được vào đây. Đây là con chưa khí rồi. Chưa khí các bác nhá. Nó bây giờ nó chỉ có tác dụng chưa khí là đồng hồ nó mất rồi. Đồng hồ bị hỏng nhá. Thì các bác nó chỉ là giá 50.000 một cái mã K44 thôi. Các bác nào có sẵn đồng hồ về lắp hoặc không thì về bịt dùng để chưa khí đều được nhé. Đó, rất là đẹp. Hàng SMC thì quá là chuẩn rồi. SMC nhé, đây có in và out đàng hoàng nhé. Đó. Rồi, ok các bác nhé. Hôm nay thì có khoảng một ít sản phẩm như thế thôi. Thì bác nào được việc thì có thể chụp ảnh gửi Zalo cho em. Hàng bao ship từ đơn hàng 150.000 các bác nhá. 150.000 em vẫn bao ship toàn quốc cho các bác. Rồi, chúc các bác một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân các bác nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.